Cách chống nóng cho trâu bò trong mùa hè. Đặc tính sinh lý của trâu, bò là chịu nắng, nóng kém, do vậy khi thời tiết nắng nóng trâu, bò sẽ phát sinh nhiều bệnh, sức khỏe giảm, hiệu quả chăn nuôi thấp. Để đảm bảo chống nóng cho đàn trâu, bò cần thực hiện tốt một số biện pháp như sau. Chuồng trại, nên làm chuồng gia súc xa nhà dân, khu dân cư. Mái chuồng nên làm đơn giản, có thể bằng mái ngói, tranh, tre, lá để chống được nóng trực tiếp. Nếu có điều kiện nên làm chuồng theo kiểu chuồng hai mái để tăng cường độ thoáng của chuồng nuôi. Có thể trồng thêm một số loại dây leo phủ mái như dây bìm bìm, hoa giấy, dàn mướp năm để làm mát. Hệ thống che chắn xung quanh chuồng cũng nên làm bằng lá, tranh tre tạo sự thông thoáng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý trong những ngày nắng nóng thường có những trận mưa đột xuất, nhất là về đêm thì cần nhanh chóng che chắn để đảm bảo cho bò không bị nhiễm lạnh đột ngột. Tăng cường trồng các loại cây xanh xung quanh khu vực chuồng nuôi để tạo bóng mát. Mái hiên cách mặt đất tối thiểu 2 mét, nên chuồng đảm bảo cao ráo dễ thoát nước, làm theo hướng đông nam là tốt nhất. Làm hệ thống chống nóng chuồng nuôi. Làm hệ thống quạt thông gió, nên đặt quạt thông gió theo thế nằm ngang, quạt theo hướng gió thổi, độ cao của quạt ở ngang tầm lưng của gia súc. Mục đích của quạt là làm giảm ẩm độ các khí CO2, NH3 có trong chuồng nuôi. Quạt treo từ trần chuồng thổi gió xuống dưới hiệu quả chống nóng thấp vì thường thổi khí nóng từ mái chuồng xuống gia súc. Đối với chuồng kín cần cải tạo cho thông thoáng hoặc đặt quạt thông gió để tăng cường đối lưu không khí, giảm nhiệt độ và khí độc trong chuồng. Làm hệ thống dàn mưa, phun ẩm, nên làm hai hệ thống phun mưa trong chuồng nuôi và trên mái chuồng là tốt nhất. Hệ thống phun mưa trong chuồng nuôi lắp cách mặt nền khoảng 2,5 m để trực tiếp phun nước làm giảm nhiệt độ nóng trong chuồng nuôi và làm mát cho cơ thể bò. Hệ thống dàn mưa trên nóc chuồng nuôi nhằm giảm nhiệt độ mái chuồng lúc trời nắng to khi nhiệt độ bên ngoài trời lên cao trên 35-400°C. Khi phun mưa cần quan tâm đến việc tăng cường thông gió và thoát nước ở xung quanh chuồng để tránh nâng cao ẩm độ trong chuồng. Chế độ cho ăn, nước uống và mật độ nuôi. Những ngày nắng nóng nhiệt độ, ẩm độ trong chuồng nuôi cao, cơ thể gia súc, gia cầm phải chống đỡ với những điều kiện bất lợi đó, thường bỏ ăn, uống nhiều, cần phải thực hiện một số biện pháp sau. Tăng cường khẩu phần ăn xanh như rau cỏ tươi, củ, quả và các loại vitamin, tăng cường khẩu phần đạm, giảm tinh bột, mỡ, đường trong khẩu phần. Những đợt nắng nóng kéo dài, thực hiện chế độ chuyển bữa ăn, thức ăn tinh, thức ăn hỗn hợp, thường cho ăn vào ban ngày chuyển sang cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát trong ngày. Đảm bảo thường xuyên có đủ nước mát cho gia súc, gia cầm uống, không làm ẩm ướt nền chuồng. Tốt nhất nên lắp các thiết bị tự động để luôn cấp đủ nước sạch cho bò uống. Để chống stress cho bò những ngày nắng nóng cần bổ sung vào nước uống vitamin C, các chất điện giải hoặc nước pha muối với nồng độ 1% 10-15 giờ muối trên 1 lít nước. Về thức ăn, đảm bảo cho bò ăn đủ cỏ xanh, rơm 15-25kg con ngày và bổ sung thêm thức ăn tinh 1-3kg con ngày. Trong mùa hè nên giảm mật độ nuôi, người chăn nuôi có thể mở rộng hệ thống chuồng hoặc trong những ngày nắng nóng có thể nhốt bò ở những nơi có nhiều cây, bóng mát. Số lượng máng ăn, máng uống trong mùa hè cũng cần được tăng cường thêm để đảm bảo cho trâu, bò ăn uống đầy đủ. Chế độ tắm. Trong mùa nóng nên định kỳ tắm trải để giảm nhiệt cho cơ thể và vệ sinh thân thể phòng chống các bệnh ngoài da dùng các loại dung dịch pha để diệt côn trùng, ruồi muỗi. Khi tắm cho bò không để bò lạnh quá đột ngột làm bò nhiễm lạnh gây bệnh. Trong những ngày nắng nóng vẫn phải đảm bảo việc chăn thả, vận động cho bò xong nên thay đổi thời gian so với bình thường. Buổi sáng cho bò vận động, chăn thả trong khoảng thời gian từ 6-9 giờ, buổi chiều từ 16-18 giờ. Những ngày thời tiết quá nắng nóng có thể sớm hơn, muộn hơn 1 giờ để đảm bảo sức khỏe cho bò. Hạn chế đến mức tối đa trong việc vận chuyển, chu chuyển đàn bò trong những ngày nắng nóng. Công tác vệ sinh phòng bệnh mùa hè. Tăng cường vệ sinh tẩy uế chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi. Nên chuồng phải sạch, khô ráo, cống rãnh phải sạch, không đọng phân, nước. Hạn chế phát sinh ruồi, muỗi, giận trong mùa hè. Định kỳ phun thuốc sát trùng để chống ve, mòng, ruồi, muỗi là những tác nhân truyền và gây bệnh trong mùa hè. Đảm bảo việc tiêm phòng định kỳ các loại vaccine theo hướng dẫn của cơ quan thú y như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, nhiệt thán. Thường xuyên phát hiện sớm các gia súc bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời tránh để bệnh lây lan rộng. Cần quan tâm nhất là các bệnh đường ruột và tiêu hóa bằng cách chủ động cho gia súc ăn, uống thuốc ở liều phòng bệnh. Chế độ vệ sinh sau các đợt nắng nóng kéo dài. Sau những đợt nắng nóng kéo dài thường làm cho bò mệt mỏi, tăng tỷ lệ bệnh tật, vì vậy cần có kế hoạch tăng cường chất dinh dưỡng nhất là về vitamin, khoáng chất, cỏ xanh, tinh bột. Đối với chuồng trại, dụng cụ chuồng nuôi cần tiến hành tổng vệ sinh,
tẩy uế chuồng trại, dụng cụ, thay thế chất độn chuồng dùng trong đợt nắng nóng kéo dài.